Xin chào tất cả các bác về với kênh sinh vật cảnh channel của em Tài nhé. Hôm nay thì em Tài lại tiếp tục lên cho tất cả các bác một em khu bạc mã mang mã số 4330. Con này thì bị lỗi mỏ các bác ạ. Các bạn nhìn thật kỹ á thì thấy cái mỏ trên của nó cong lên nhìn như mỏ kênh kênh vậy đấy. Nhưng mà con này thì họt mũ đừng hỏi luôn. Họt hay mau mỏ mũ đuôi xòe lên cạnh các kiểu cho tất cả các bạn nhé. Chim thì họ rất là hay mau mỏ cực kỳ luôn, đảo rồng liên tục kẹo thuộc lao các kiểu cho tất cả các bạn luôn đấy. Bạn nào mà ở gần á thì có thể ghé xem trực tiếp cho nó tiền, còn bạn nào mà ở xa thì em Tài sẽ có ship toàn quốc cho tất cả các bạn nhé. Con này được cái có thật có tài các bác ạ. Chim bị lỗi mỏ nhé, các bạn nhìn thấy mỏ không ạ? Cái mỏ thì nó hơi cong lên một chút xíu đấy. Con này thì vẫn ăn uống bình thường, vẫn hót hét chơi bình thường, không có ảnh hưởng gì đâu. Bạn nào mà về chơi nghe hót á thì có thể tham khảo con này nhé. Tại vì con này thì cái tổ chất thối rồi luôn các bác ạ. Chim hót mũ đảo rồng, hót mũ xòe lên cánh các kiểu cho tất cả các bạn nhà mình nhé. Chim thì chỉ bị lỗi cái mỏ như vậy thôi, ngoài ra thì không có tật lỗi thêm đâu. Bạn nào bắt con này á thì có thể liên hệ em Tài lên nhé, một chú chim rất chí là ok để cho tất cả các bác nhà mình về gọt lên chơi đấy. Bạn nào bắt thì có thể liên hệ em Tài. Con này bị lỗi mỏ này, bị chây một chút ít ở trên mũi nhé. Bạn nào bắt con này về chơi nghe họ thì sẽ không chế được đâu nhé, tại vì chim hót mũ xòe tét đít luôn lên cạnh các kiểu nữa. Bạn nào bắt con này thì có thể liên hệ em Tài liền nhé, một chú chim quá tuyệt vời đấy. Em Tài giao lưu với tất cả các bác cái phí của con này là 1.600.000 để cho tất cả các bác về chơi nghe họ nhé. Bạn nào bắt thì có thể liên hệ em nhé.